Kính thưa quý lãnh đạo, kính thưa quý anh chị và các bạn đồng nghiệp, tôi xin đại diện Thư viện Khoa học Tổng hợp trình bày tham luận nhận diện tác động của khoa học và công nghệ đến văn hóa đọc. Nội dung gồm có 6 phần. Thứ nhất, quá trình ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào hoạt động thư viện. Thứ hai, tác động của công nghệ thông tin và truyền thông với thói quen đọc. Thứ ba, tác động của công nghệ thông tin và truyền thông với việc tạo ra tài nguyên số. Thứ tư là tác động của công nghệ thông tin và truyền thông với việc tạo ra các dịch vụ thư viện hiện đại. Thứ năm là tác động của công nghệ thông tin với việc phát triển các kỹ năng nghề nghiệp của nhân viên. Và thứ sáu là tác động của công nghệ thông tin với văn hóa đọc cho người khiếm thị. Chúng ta đang sống một kỷ nguyên mà khoa học và công nghệ phát triển rất là nhanh và mạnh. Sự phổ biến của phương tiện truyền thông kỹ thuật số, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông là tác động tích cực đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Văn hóa đọc trong kỷ nguyên số có những thay đổi là tất yếu, bởi việc ứng dụng công nghệ mới thuận tiện cho người sử dụng. Các thư viện, các nhà xuất bản điện tử, các nhà tạo nội dung số đã ứng dụng hiệu quả công nghệ mới hoạt động của mình như Internet, thiết bị kỹ thuật số, công nghệ mạng không dây, công nghệ web, công nghệ phần mềm, công nghệ lưu trữ, v.v. Bài trình bày xin được điểm qua bài tác động tích cực của công nghệ thông tin và truyền thông đối với hoạt động của thư viện, đối với văn hóa đọc trong kỷ nguyên số. Phần 1, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông hoạt động của thư viện. Khoảng cuối thập niên 1980, với việc ứng dụng phần mềm CDAX của UNESCO và các thư viện công cộng để tạo lập các cơ sở liệu biểu ghi thư mục. Sau đó, khoảng năm 2000, một số thư viện đã chuyển đổi sang sử dụng một phần mềm quản trị thư viện tích hợp với nhiều tính năng tốt hơn. Kết quả đánh giá từ Thư viện Quốc gia qua 10 năm ứng dụng công nghệ thông tin 2006 đến 2016 cho thấy có 88% thư viện cấp tỉnh đã có website, triển khai những dịch vụ quan trọng, trong đó tra cứu bắt 79%, đọc toàn văn 52%, giúp công tác tạo lập tài nguyên số, chia sẻ cho người sử dụng hiệu quả hơn. Gần đây, một số thư viện tỉnh đang triển khai theo mô hình tập trung kết nối các thư viện tỉnh và thư viện quận huyện trên địa bàn. Đặc biệt, Thư viện Bình Định đã triển khai và sử dụng mô hình sử dụng phần mềm mã nguồn mở Open Biblio làm một hệ thống quản trị thư viện dùng chung. Và đến hôm nay thì đã có trên 300 đơn vị tham gia vào hệ thống này, trong đó thư viện công cộng 195, thư viện trường học 128, thư viện khác là 4 thư viện. Một phần mềm rất là quan trọng đối với hệ thống thư viện đó là phần mềm quản trị nội dung số, hỗ trợ cho việc tạo lập các bộ sưu tập số nhằm chia sẻ tài nguyên thông tin. Kết quả điều tra do Bộ Thư viện thực hiện năm 2018 với 106 thư viện được khảo sát trên cả nước, gồm Thư viện Quốc gia, Thư viện các trường đại học và Thư viện công cộng các thành phố lớn, cho thấy đã 98% các thư viện có xây dựng và vận hành thư viện điện tử, hình thành vốn tài liệu điện tử. Trong đó, 36% thư viện đã áp dụng phần mềm thư viện số vào quản lý và xây dựng các cơ sở toàn văn. Không thể không kể đến hiệu quả từ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam do quỹ Bill and Melinda Gates tài trợ, triển khai từ năm 2011 đến năm 2016 trong dự án hợp phần quản trị nội dung số, đã hỗ trợ cho trên 40 thư viện các tỉnh tham gia dự án thiết bị và phần mềm display để xây dựng các bộ sưu tập số địa phương phục vụ cho địa phương của mình. Tác động công nghệ thông tin và truyền thông với thói quen đọc sách. Theo số liệu điều tra về văn hóa đọc năm 2017-18 do Vụ Thư viện thực hiện, cho thấy bạn đọc sử dụng các dịch vụ trực tuyến của thư viện tỉnh và các thư viện đại học, thư viện bộ ngành chủ yếu tập trung vào cơ sở dữ liệu sách, tạp chí điện tử và website của thư viện. Sau một tỷ lệ cũng tương đối nhiều, 22%, một số bạn đọc chưa quan tâm đến các dịch vụ trực tuyến. Số liệu được hiển thị ở hai biểu đồ bên tay trái là đối với đối tượng bạn đọc của thư viện cấp tỉnh và biểu đồ bên tay phải là đối tượng bạn đọc của thư viện bộ ngành, viện nghiên cứu sử dụng các dịch vụ trực tuyến của thư viện. Nhiều nghiên cứu trong nước và quốc tế cũng đưa ra ý kiến khác nhau về tác hại đối với trẻ em khi tiếp cận Internet, mạng xã hội và các thiết bị kỹ thuật số, dẫn đến chứng nghiện Internet, nghiện game và mất tập trung khi học, gây tác hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, một số ý kiến là cho rằng nếu biết cách sử dụng Internet và mạng xã hội thì các thiết bị công nghệ sẽ đem lại cơ hội rất lớn để phát triển văn hóa đọc. Trong 2 năm gần đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, học sinh, sinh viên, người mê sách đã chuyển sang hình thức đọc trực tuyến thông qua website của các thư viện đại học, thư viện công cộng, nhà xuất bản sách điện tử, các kho tài liệu số miễn phí có bản quyền trên Internet tăng lên. Để đáp ứng nhu cầu đọc trong thời gian giãn cách do dịch bệnh, hầu hết các thư viện tỉnh, thư viện đại học trên cả nước đều tập trung phục vụ trực tuyến từ năm 2020 đến nay thông qua website. Các cơ sở toàn văn hoặc tóm tắt được cung cấp cho bạn đọc. Ví dụ, số lượng bạn đọc truy cập vào Internet và website và đọc sách điện tử của Thư viện Tổng hợp tăng lên hơn gấp 3 lần so với trước dịch. Một số dịch vụ khác, triển lãm sách trực tuyến bổ sung thêm sách điện tử của nhà xuất bản cũng được rất nhiều thư viện quan tâm. Một số thư viện đã ứng dụng mã QR phục vụ nhu cầu đọc sách trong các khu cách ly. Ví dụ như một số quận huyện ở Thành phố Hồ Chí Minh
đã triển khai cái hoạt động này rất là hiệu quả. Phần thứ ba, tác động công nghệ thông tin và truyền thông với việc phát triển tài nguyên số. Theo khảo sát của vụ thư viện, thì hầu hết các thư viện công cộng và thư viện đại học đều đã tạo ra các bộ sưu tập, địa chí, tài liệu quý hiếm, các bộ sưu tập nội sinh để phục vụ. Ngoài ra, các thư viện cũng đã bổ sung sách điện tử từ nhà xuất bản, sách điện tử trong nước như nhà xuất bản tổng hợp, nhà xuất bản trẻ, v.v. bổ sung các cơ sở dữ liệu từ các nhà xuất bản nước ngoài. Ngoài ra, các thư viện cũng tham gia các dự án liên kết sử dụng chung nguồn lực thông tin số thông qua chương trình consortium phối hợp bổ sung nguồn tài nguyên điện tử do Cục Thông tin và Khoa học Công nghệ Quốc gia chủ trì. Trong năm 2020, tình hình khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung của Liên Hiệp tăng mạnh với tổng số trên 385.000 bài trong 8 tháng đầu năm. Để phát triển tài nguyên thông tin số, thì các thư viện đại học và thư viện công cộng còn khai thác các nguồn tài nguyên số miễn phí, hữu ích, các nguồn tài liệu giáo dục mở, hợp tác phát triển các cổng liên kết tài nguyên số tập trung, ví dụ mạng CNET là mạng thông tin khoa học công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với rất nhiều đơn vị các trường đại học ở phía Nam và những thư viện lớn như thư viện của tổng hợp tham gia cung cấp những tài nguyên liên quan đến khoa học và công nghệ. Chương trình hợp tác khai thác chung các nguồn tài nguyên số nội sinh của Liên Hiệp các trường đại học phía Bắc và phía Nam, đề án tri thức Việt số hóa là đề án xây dựng cái nền tảng hạ tầng dữ liệu và tri thức trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là những liên quan đến trực tiếp đến đời sống của người dân như giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp và văn hóa, vân vân. Ví dụ, thư viện sách thiếu nhi kỹ thuật số Let's Read là một nguồn tài nguyên mới của Quỹ Châu Á cung cấp cho trẻ em trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Và trong mùa dịch này thì rất là nhiều thư viện đã thông báo cái tài nguyên này cho bạn đọc khắp nơi có thể đọc được. Một cái nguồn tài nguyên thứ hai đó là System. Đây là cơ sở dữ liệu giáo dục về STEM được hình thành từ cái dự án liên hoan phim khoa học quốc tế do Viện Văn hóa Đức, Viện Goethe chủ trì phát triển. Trong đây gồm có rất là nhiều giáo trình, tài liệu và những cái thí nghiệm liên quan đến STEM phục vụ cho học sinh cấp 1, cấp 2 và cấp 3 có thể tham khảo được. Phần 4, tác động của công nghệ thông tin và truyền thông vào việc mở rộng và đổi mới dịch vụ trong thư viện. Công nghệ thông tin đã giúp các thư viện mở rộng các dịch vụ mới, chuyển đổi các dịch vụ trước đây làm bằng thủ công sang phục vụ trực tuyến nhanh và hiệu quả hơn. Thư viện lưu động là một mô hình phục vụ rất hiệu quả. Ngoài việc mang sách đến tận nơi, trên xe cũng có trang thiết bị, một số xe thư viện được trang bị như thư viện thông minh. Bên cạnh sách giấy còn có sách điện tử, thiết bị số, internet, góc thực tập STEM hoặc STEM Robotics. Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng cho thấy số giờ người dân sử dụng máy tính tại hơn 1.900 điểm trên toàn quốc là trên 20 triệu giờ. Số giờ sử dụng Internet đạt trên 15 triệu giờ, và trong đó có 16,5% người là mới lần đầu tiên sử dụng máy tính và Internet ở thư viện công cộng và bưu điện văn hóa xã, cho thấy hiệu quả của dự án rất rõ ràng. Đây là mô hình xe thư viện thông minh chứa đựng một thư viện điện tử thu nhỏ, di động, thu hút học sinh đến đọc, khai thác tài nguyên số trên xe, phục vụ tham gia các hoạt động STEM Robotics, STEM Học Vui, cùng với việc đọc sách, các chủ đề khám phá và khoa học và thiên văn trên xe. Một buổi phục vụ thư viện thông minh tại trường tiểu học ở Đồng Tháp. Thiết bị giúp học sinh tìm hiểu về thiên văn, khám phá các vì sao trên bầu trời tại phòng thiếu nhi của thư viện của tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với việc quan sát tiếp thì các em sẽ được các cô giới thiệu hướng dẫn đọc sách chủ đề khám phá thiên văn và trái đất. Với việc cải tạo không gian, trang bị các trang thiết bị hiện đại đã thu hút ngày càng đông bạn thiếu nhi và phụ huynh đến đọc và khai thác thông tin, tham gia các hoạt động bổ ích tại không gian công nghệ thiếu nhi được nâng cấp từ phòng thiếu nhi của thư viện khoa học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Trong 2 năm vừa qua, do tình hình dịch Covid diễn biến phức tạp, rất là nhiều thư viện đã ứng dụng hiệu quả các dịch vụ của mạng xã hội để cung cấp tài liệu sách đến với bạn đọc trong thời gian giãn cách kéo dài, góp phần duy trì văn hóa đọc trong cộng đồng. Các thư viện cũng đã ứng dụng mạng xã hội để tổ chức các hoạt động trực tuyến, ví dụ ứng dụng Kahoot, Zoom. Các quận huyện và thư viện Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình thi về kiến thức đố em cho học sinh trên địa bàn quận huyện và toàn thành phố trong năm 2021. Thực hiện chương trình kết nối nội dung sách và phim khám phá khoa học với các hoạt động STEM theo chương trình của Liên hoan phim khoa học quốc tế năm 2020 được tổ chức theo xe thư viện lưu động tại các trường tiểu học và trung học cơ sở. Tuy nhiên, năm 2021 do tình hình dịch bệnh thì Liên hoan phim khoa học được tổ chức trực tuyến
với ứng dụng Zoom vào mỗi buổi tối thứ sáu hàng tuần từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2021. Phần 5, tác động của công nghệ thông tin và truyền thông với việc phát triển kỹ năng thư viện. Các ứng dụng mạng xã hội đã giúp ích rất là nhiều cho cán bộ thư viện trong việc tổ chức tập huấn để nâng cao kỹ năng của cán bộ thư viện. Đặc biệt, trong 2 năm do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hầu hết các thư viện đều tổ chức dưới hình thức là trực tuyến. Ví dụ như vụ thư viện với 2 lớp tập huấn trực tuyến chủ đề triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện và nâng cao năng lực chuyển đổi số và quản trị thư viện số. Thư viện Khoa Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thư viện tỉnh Bình Dương, Thư viện tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức nhiều chuyên đề trực tuyến qua Zoom hoặc là Google Meeting cho nhân viên thư viện công cộng, thư viện trường học tại địa phương mình. Nhiều nhóm Zalo đồng nghiệp thư viện, giải pháp thư viện thông minh được kết nối hàng trăm nhân viên thư viện cả nước để tham gia trao đổi và chia sẻ về nghiệp vụ trong điều kiện giãn cách. Liên hoan phim khoa học quốc tế năm 2021, Viện Văn hóa Đức phối hợp với Thư viện Khoa Tổng hợp cùng các thư viện công cộng cũng tổ chức triển khai chương trình liên hoan phim khoa học quốc tế năm 2021 dưới hình thức trực tuyến qua Zoom. Buổi học trực tuyến có trên 230 nhân viên tham gia. Các thư viện, ví dụ như là Thư viện Cần Thơ, Thư viện Bến Tre, Thư viện Đồng Tháp, Thư viện Kiên Giang, v.v. Thì thông qua lớp tập huấn này thì các bạn sẽ được giới thiệu cái phương pháp, cái cách tiếp cận với các bộ phim, hơn 40 bộ phim khoa học được chọn đứng kèm với thí nghiệm và thực hành STEM để có thể triển khai cho bạn đọc ở tại tỉnh mình hay là các trường ở trên địa bàn của tỉnh. Một cái ví dụ nữa về cái việc ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong các hoạt động là tập huấn nâng cao năng lực cán bộ thư viện, đó là hội nghị thư viện thông tin thế giới IFLA hàng năm, thì năm nay cũng được tổ chức dưới hình thức là trực tuyến. Phần 6, tác động của công nghệ thông tin và truyền thông với văn hóa đọc cho người khuyết tật. Nghiên cứu về văn hóa đọc cho người khuyết tật năm 2020 thì khả năng sử dụng máy tính, internet, email và điện thoại di động của người khiếm thị là rất cao. Có trên 89% người khiếm thị sử dụng điện thoại di động, hơn 76% số người sử dụng máy tính, hơn 54% người khiếm thị có thể khai thác internet và gần 36% người khiếm thị có thể liên lạc bằng email. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào công tác phục vụ và sản xuất tài liệu cho người khiếm thị được đánh dấu bằng cột mốc vào ngày 23 tháng 9 năm 1999 là Thư viện Khoa Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh khánh thành phòng đọc dành cho người khiếm thị với hệ thống lúc đó gồm có 5 máy tính kết nối internet, ứng dụng các phần mềm chuyên dụng đọc màn hình như Jaws for Windows, NVC, Dustbury để in chữ nổi, scan văn bản và nhận dạng ký tự để người khiếm thị có thể nghe trực tiếp. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyển dạng tài liệu cho người khiếm thị được Thư viện Khoa học Tổng hợp thực hiện từ năm 2003 đến nay. Năm 2021 là Thư viện đang thí điểm cái chuyển dạng sách nói, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, sử dụng công nghệ chuyển dạng văn bản thành giọng nói của VB, in sách chữ nổi, sử dụng máy tính và phần mềm Dustbury. Năm 2003-2005, Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập hai studio cho việc sản xuất sách nói kỹ thuật số để phục vụ cho nhu cầu người khiếm thị ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh. Và trên hình thì các bạn thấy là buổi lớp tập huấn quốc tế về sản xuất sách nói kỹ thuật số đầu tiên được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nền tảng để duy trì và phát triển dịch vụ sản xuất sách nói cho người khiếm thị của Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày nay. Một vài hình ảnh phục vụ người khiếm thị. Bên tay phải là học sinh khiếm thị sử dụng máy tính bảng tại phòng thiếu nhi của Thư viện Khoa Tổng hợp. Bên tay trái là hình ảnh phục vụ học sinh khiếm thị sử dụng laptop internet nghe sách nói trên xe thư viện lưu động dành riêng cho người khiếm thị. Ngoài ra, hai mô hình hỗ trợ người khiếm thị ứng dụng công nghệ thông tin tra cứu thông tin trên internet được dự án Bill and Melinda Gates triển khai tại Đồng Tháp và Nghệ An với mô hình thiết lập fanpage nhằm kết nối cộng đồng người khiếm thị và chia sẻ trao đổi thông tin lẫn nhau, và mô hình tập huấn kiến thức về máy tính và internet tại Thư viện Nghệ An. Tóm lại, văn hóa đọc có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của quốc gia và sự hình thành nên thế hệ công dân có trí tuệ, có khả năng sáng tạo, có đạo đức, lối sống lành mạnh. Do vậy, chính phủ đã đề ra các chính sách, chủ trương thiết lập một mạng lưới thư viện hiện đại với các thư viện chuyên nghiệp phục vụ nhu cầu đọc cho mọi người dân hiệu quả nhằm nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng. Vai trò công nghệ thông tin và truyền thông là rất quan trọng trong nhiệm vụ tự động hóa thư viện, chuyển đổi số ngành thư viện. Đây là một phần của chiến lược quốc gia để nuôi dưỡng thói quen đọc sách, thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng. Tác động tích cực của công nghệ thông tin và truyền thông đối với hoạt động thư viện, nhân viên và người sử dụng thư viện là rất rõ ràng và mạnh mẽ trong chiến lược phát huy văn hóa đọc của quốc gia. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.